Tới dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024 của Trường Đại học Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị Đảng ủy khối các trường đại học, Cao đẳng Hà Nội, Trường Đại học Hà Nội cần nâng cao nhận thức tầm quan trọng của việc bảo vệ an ninh Tổ quốc, coi đây là vấn đề hệ trọng, phải thực hiện thường xuyên, liên tục. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, thành phố Hà Nội với vị trí là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục của cả nước, thu hút hơn 1 triệu sinh viên sinh sống và học tập. Tuy nhiên, đây cũng là môi trường thuận lợi để các thế lực thù địch không ngừng chống phá với các hoạt động ngày càng tinh vi, diễn biến phức tạp. Vì thế, việc triển khai hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có ý nghĩa quan trọng, giúp người dân chủ động tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. Phó Bí thư Thành ủy đề nghị Trường Đại học Hà Nội đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền về Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cho sinh viên. Trong đó có thể lồng ghép các nội dung về bảo vệ an ninh Tổ quốc vào các chương trình chính khóa, ngoại khóa cũng như các hoạt động hàng ngày của sinh viên. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của sinh viên về nhiệm vụ xây dựng một môi trường học tập an ninh, an toàn, văn hóa, dân chủ.